Rồi. Thôi con chào cô luôn nha. Dạ. Mấy đồng gì vậy? Wow, cô mang cái này, cô đang cũng đi. Cái này. Còn cái anh hôm trước đâu cô? Ở ngoài xe. Dạ. Thôi ơi, con chú Tiểu ơi. Khang. Vô đây em. Dạ con để anh bàn phụ nha cô. Đây con để anh bàn phụ cô nha. Nè nè nè. Vui ra, vui ra. Vui ra luôn. Vui một lần. Ủa, hai cái xe anh tới chú Tiểu không? Phụ em. Cô cho cô luôn nha. Ờ, phố Chính Minh. Bia hay cái cây nhang khổng lồ đó. Cái này chở bó nhang cũng khủng nè. Đúng rồi. Bữa nay không có gọi cái. Bữa nay có đâu rồi. Số 5. Ở nhà con đồng. Đây đây cái hồng quạt nè. Dạ. Đây con đốt nhang. Rồi rồi xếp xuống nha. Dạ. Cho hôm trước cô cũng cho chú Tiểu 200. Dạ. Đốt này Xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube. Thì lần trước mà làm bếp mình cũng có ghi hình cho tất cả các cô chú các chị xem á. Cô là chủ nhân của cái cây nhang lớn nhất. Đốt ra, đốt ra. Cắt luôn vậy đó. Chú Tiểu rành quá ha. Anh thạc sĩ kia không có đi hả cô? Ở ngoài xe. Dạ. Dạ. Còn nhớ dài lắm. Dạ. Anh với mẹ vô được. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Tôi hả? Tôi 60 mấy. Cô nhà cô xoài hôm nay còn nhiều không? Hòa trời hạn mới ra trong cái hai. Xin trái dạ. Không có ở nơi đó. Dạ. Quán từ xoài nhà cô á. Với em đốt cho cô 3 điếu hút luôn nha Khang.
Hôm trước á là cô đến cô cũng nhờ đốt ba điếu thuốc. Cái dài cô cũng nhờ đốt ba điếu thuốc. Rất là thôi em đốt cái đó cho cô mấy cây nữa đi, nãy cô nhờ đốt á. Sao nhớ cô không? Thì đứa anh làm clip cho em đó nha. Bữa đó Khang điên trưa. Rất là quý luôn. Thì bây giờ là cũng gần 4 giờ chiều rồi. Đó thì cô nhờ con của cô chở xuống để viếng cầu năm. Cô mang thì rất là đầy đủ luôn, bánh bía nè, rồi nhang nè, đèn nè, đó đầy đủ hết, rồi thuốc nữa. À, em đốt cho cô 3 điếu thuốc nữa đi Khang. Ừ, 3 điếu thuốc. Cái gói nãy á. Dạ. Sao ta phút điếu dữ vậy? Không biết về bà là quên. À, cô cùi tới ba lòng bia luôn. Rất là quý luôn. Ở đây là lần thứ hai cô đến ha. Nhà cô thì bên Sài Gòn. Rồi. Đặng chậm tiền cho người ta. Dạ. 112 triệu. Trong đây mua đất hả cô? Hộ số 7. Dạ. Hộ số 7 gần đây hả cô? Rồi. Dạ. Thôi tôi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Con chúc cô với anh là nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. 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 Mua số 7 đi. Mua số 7 gần đây cô. Dạ, mua số 7.
2 trái gì hết 200 triệu 2 trái rồi 112 triệu mua cho mình. Rồi tụi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Thì nhìn nó bóng như cái mặt kính vậy. Nhìn vô là thấy cái hình mình chẳng luôn á, thấy không? Thấy hình mình đứng không? Thấy bóng hình của anh em đứng luôn chẳng luôn á. Rồi thì bây giờ cô đi công việc. Thấy rõ ràng luôn. Wow, bên kia cũng có hoa kìa. Bóng mà cỡ đó luôn á.